Chào các bạn, đây là À chương không phải trình để ông nướng ngồi dưới cá. đây lên đi nhá. Sau khi bắt được 5 cân cá thì chúng tôi đã Đây là sản tiến phẩm hành ngược, và đây là của sản một buổi phẩm thực tế hả? những cá Đây là handmade của hả? buổi đánh cá. Những thứ làm và chương đầu bếp bây giờ trình là Lê Đình Hải sắp xếp. vâng, Đây đã, con đã, rồi, đã có con đầy gọi đủ rồi, các chiến hữu ở đây rồi. con gọi rồi, huấn luyện viên đây, Trinh gọi rồi, huấn luyện báo viên lại đã hướng dẫn viên đây rồi. Các nhân vật chúng ta thêm hai người nữa, nhưng mà các nhân vật vào tham gia quay. bây giờ chỉ để tham gia để trải nghiệm món cá nướng thôi. Huấn luyện viên chín của rồi ôi, này, độ em mới chín rồi đấy, chạy nướng nướng mèo đi hả? Gọi rồi, gọi rồi, cũng gọi thông rồi, báo với các gọi bạn luôn rồi, là chương trình kéo chụp dài ảnh đến đi tận đi, xong 5 rồi lấy đĩa ra đường nào của chú. Anh để con này sâu vào. Con này đi vẫn còn chắc phải là tí. Con này chín rồi, con này chín quá tanh rồi, lắm, tanh lắm. Con này chín quá rồi. Đúng rồi. Đây là món cá nướng, còn đâu câu. món cá được chia thành nhiều phân khúc. Đây là cá chế biến thành bí đỏ, cá chế biến thành lạc sườn, cá chế biến thành măng. Đâu còn còn cá chế biến thành cái gì nữa nào? Canh lá rang. Đầu bếp của chúng ta nhưng mà hơi tối nhỉ? Các bạn. Xôi là chín. Đấy thôi, lên cái rồi, xong rồi. Bây giờ chờ múc cho bát là xong. Nào, có chung không? Còn quay rồi thì chung. Còn lại cá đang ở đây. Bạn xếp mâm, ăn thôi. Ăn thì con về sớm. Lấy đĩa to đâu, đĩa to để lấy đĩa to được cả hai luôn. Tao đây, muốn chấm nhà quên đi. Anh Nguyên ơi, chúng ta đang được trải nghiệm chương thể... trình tại nhà của anh Ma Ngọc Tân. À, có cái rau sống có mùi gì không nhỉ? Có. Đây là chuẩn bị giải vào đây, giải vào lá vào đây. Mày mẹ ơi. À được được. Thế này. Cái em để dành nước đi. Không vội đâu, ăn cháo cũng phải thổi em ơi. Ai. Ui, tiếp cá. Cá. Con nhiều lắm, nó nhiều mùi lắm. Alo. Vâng, thể theo nguyện vọng của anh Cường thì tôi sẽ quay cái màn hình điện thoại để chụp cho anh một kiểu. Anh Cường ơi, chỉ cần có anh với một con cá là được cái gì? Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà nhìn con cá này nó đen bỏ quá. Con cá đấy, con đưa con cá đây vào đây. Con đấy, con cá cũng vặt đấy. Con cá đen đi vào màn. Vâng. Con này to nhất đấy. Kéo đâu nhỉ? Vâng. Con này đáng nhẽ là 4 cân rưỡi nhưng mà nướng xong nó chỉ còn 2 lạng thôi. Kéo. Bên này xuống đi, chia thành hai mâm. Vâng, phần trình bày là anh Cường to đang anh vừa học của anh Nguyên. Vâng, chương trình của chúng ta được tài trợ bởi báo Nhà nước Pháp luật và báo Điện tử Đảng Cộng sản. À, Đời sống Pháp luật, xin lỗi các bạn. Vâng, rau sống được tài trợ từ apota.vn. Cáo giá hình nữa. Đấy là chứ không. Ấy dầu có lại sang này. Chẳng chí nữa rồi. Đầy đủ nhé. Xem vào cơm nhỉ. Vừa ăn vừa vươn vào nhỉ. Chúng ta đang được chứng kiến đích thân giảng viên Viên Đại học cấp Khoa học đang cao cấp, vào bếp cao cấp. Thạc sĩ. Đây là thạc sĩ của Khoa học xã hội nhân văn. Đây cái này nướng mới ngon. Đang làm một hành động khá là nhân văn. Thì con cá ra. Nướng. Cho mình ít gió nhỉ. Này đang mở đấy chú ạ. Vâng, anh vẫn lặp lại công thức như cũ. Để gỡ con cá ta chắc chắn là cho vào giữa rồi. Để con mèo nó rất là ngoan. Đi ăn chú rồi. Tìm xe là gì? Mèo nhá, con trong mèo vậy. Không, con mèo này ngoan lắm. Con mèo này không ăn đâu tí mất thì. Căn bản là nó nghĩ là nhà nó đầy cá thôi. Anh em bây giờ nó báo đỏ đỏ là sao? Pin sao? Okay, cái đỏ black đi này là đỏ tin nhắn. Tin nhắn
Đâu, BlackBerry thì 5 phút rồi. Đó, thế ông biết gì về BlackBerry nào? Xin mời anh trả lời một tí nhỉ. Em thế. Đoán thế à? Anh nghỉ mẹ đi. Nhiều không lưu được đâu. Cái này dùng nhiều phết đấy. 6 phút 1. Chương trình của chúng ta sẽ kéo dài đến khoảng 4:59. Ông ơi. Tân 50 cân đâu mà người nào. Cái mâm gì? Chiếc màn hình của chúng ta là nhà tài trợ Kim Cương. Anh Phạm Văn Cường đến từ Trung ương Đảng. Anh ơi, cho anh phỏng vấn đi. Anh nghĩ thế nào về món cá này anh? Tôi rất là vui vì anh người to rất đẹp trai, anh ấy đã... Anh có thể nói một câu khác được không? Anh người to, anh Lại Duy Cường là một người anh của anh em. Anh là một người đầu rắn. Anh dẫn dắt tất cả anh em đi theo một con đường rất là to lớn. Và anh đã được đến với thành công của anh em khi anh đấy. Anh đấy là anh nào nhỉ? Ê, anh đấy ơi. Anh đầu rắn. Công việc mày biết đấy. Hòa hết. Nên là cầu kỳ đó. Hôm nay nó về đây. Qua cài mái tóc rồi. Cho anh em mình chụp với ông kiểu cho nó đi. Vâng, dân dã tình cảm đi. Con này anh tuổi đấy là cái ngày xưa tí. Tí nữa phỏng vấn anh Nguyên đầu bếp cho ý kiến đầu bếp chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp, đẳng cấp. Đây là anh giới thiệu, đây là anh Đỗ Sĩ Nguyên, nhà tài trợ bạc. Ông ơi, cảm ơn ông ngồi đây. Tất cả mọi người. Chào bà con. Chào bà con. Hôm nay bà con sẽ được thưởng thức những món ăn thôi mà do chính tay những người đầu bếp học từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành phố Hà Nội đảm nhiệm và thực hiện theo những cái bước rất là căn bản của món ăn người dân tộc thiểu số. Xin mời mọi người cùng bà con hãy vào thưởng thức. Xin mời, xin mời. Tí nữa tôi sẽ tôi nói thế thôi. Cháu mấy tuổi? Hôm nay cháu ăn bài gì? Sáng tác nhiều chưa? Hải đâu rồi? Hải đang tất bật công việc. Đấy, có trong phim luôn. Livestream à? Livestream không phải livestream. Cái này là video offline. Cái này là cổng thông tin điện phủ chính phủ chưa cập nhật à anh? Thế thì làm sao mà quản lý được truyền thông? Cái gọi là livestream. À đây là anh nhân vật chính của gần chính của chương trình. Đây anh người nhân vật chính gần chính anh vào đây. Trong thời gian anh Tân bận đi hỏi vợ thì anh em trong nhà đã chuẩn bị đi hỏi mấy con cá. Cái vợ Tân đi cưới vợ thì anh em đi cưới cá. Anh đừng to dập còn Hải nhảy. Thật luôn chứ gì nữa. Anh Cường to còn thậm chí anh Cường to còn mang cả áo tắm đi cơ mà. Mẹ bà con, bố bà con là những người sinh ra bà con. Tất cả những người sinh ra bà con. Các đồng chí có nhớ không? Mà chắc các đồng chí đã bị cân thủ giày xéo. Còn đâu thiếu món canh của Hải nhỉ? Vậy làm một cơm này. Đây, quay quần quá. Chứ. Anh ơi, anh nhà báo nhà pháp luật đời sống ơi. À, nhà nước pháp luật. Theo em nghĩ là cái hành động đánh cá của mình có nằm trong khuôn khổ pháp luật không anh nhỉ? Thực ra thì trên cái điều 40 của luật đánh cá ta là khai thác quả chim Long ở đây mà anh Nguyên, nhưng mà theo khoản A điều B anh Nguyên ơi, anh vào đây xong rồi cho Vũ chụp với anh em với ông một kiểu. Xin mời anh trình bày tiếp anh ơi. Chúng ta đánh cá là một hành động rất là nhân văn, thúc đẩy sản xuất. Không, cái này không phải nhân văn, em nghĩ là đây là cá văn nhiêu. Anh Vũ ơi, chúng ta phải chụp anh kiểu ấy.
Nào, đây đi. Đây đi. Đây đây. Anh ngồi này đi ha. Vâng. Vâng. Đây đây đây. Mày tắt đi. Anh ngồi này. Đã chín vừa thôi. Vâng.